Hello anh em, nay mình sẽ giới thiệu với anh em một cái đế chuyển dành cho anh em nào dùng hãng DeWatt. Đây là pin DeWatt chính hãng nha anh em. Thì anh em lưu ý là pin DeWatt chính hãng, dành cho pin DeWatt chính hãng. Thì những cái pin máy mà DeWatt nhái của Trung Quốc thì sẽ không dùng được nha anh em. Anh em lưu ý nhìn thấy cái chân này này. Nếu như không phải ở chân này thì anh em không dùng được cái đế này. Thì đế này mình pin 3D có thể giúp anh em chuyển tận dụng những cục pin DeWatt của mình, anh em thành một cục pin dự phòng. Đó, anh em gắn vào có một cái cổng USB nha anh em. Thì cổng này là cổng sạc nhanh WeChat 3.0, sạc cực nhanh luôn. Thì anh em nào mà có pin này rồi chỉ cần mua một cái đế này thôi, thì anh em chỉ cần mang theo những lúc nào mà đi trên rừng núi, hay là những lúc điện thoại hết pin á, thì anh em chỉ cần gắn cái đế này vào cục pin DeWatt này thì anh em có thể sạc cho cái điện thoại mình. Mình sẽ thật thử cho anh em xem nha. Đây là điện thoại Samsung của mình. Cái này thì mình chưa bật nguồn nha anh em. Thì anh em thì nó chưa báo sạc này, mình tắt đi. Đây, tại sao mình có thiết kế một công tắc? Thì đang để tắt lên đây, anh em muốn dùng anh em bật lên. Đó, anh em nhìn vô điện thoại này. Đó, nó đã báo sạc này. Nè, sạc nhanh 29% này. 1 giờ 16 phút nữa đây. Thì điện thoại mình đang còn 29%. Thì nó sạc vào 1 tiếng đấy. Và sẽ đài cái điện thoại nối chính này của mình. Thì mình đã thiết kế phía sau một cái công tắc. Đó, dành cho anh em nào dùng tắt bật thì anh em tắt bật ở đây. Còn hai cái lỗ này thì để cho anh em thiết kế, để cho anh em móc có vào ổ khóa mình á, chìa khóa mình á, thì anh em có thể móc vào đây, hay là anh em móc vào những cái túi đồ nghề dụng cụ của mình á, thì anh em có thể móc cái móc khóa vào và anh em bỏ vào trong đó. Thì đế mình đã làm sẵn hết tiếp điểm rồi, anh em chỉ cần mua về gắn vào mà xài thôi. Đế này mình đang bán với giá là 170.000 một đế nha anh em. Mặc định của đế thì mình in màu vàng hoặc là màu đồng. Mình sẽ in lô sau mình sẽ in màu đồng, còn lô này thì mình in màu vàng mất rồi. Lô sau mình sẽ in màu vàng. Còn anh em nào mà có yêu cầu có màu gì đó thì cứ nhắn tin rồi hoặc gọi liền cho mình sẽ in màu sắc theo yêu cầu của anh em. Anh em lưu ý khi nào anh em không xài nữa thì anh em nhớ tắt cái công tắc này nha, chứ không là để nó sẽ hao pin của mình đấy. Còn khi nào anh em dùng thì anh em bật lên thôi, để đó chỉ có một cái đèn để anh em nhận biết được là tắt hay là bật. Thì đế này anh em có nhu cầu mua thì mình có để đường link dưới phần mô tả của video, anh em kích vào đó để mua hoặc liên hệ số điện thoại trực tiếp trên màn hình này. Anh em thấy mình chia sẻ ít thì xin hãy like video, bấm nút đăng ký, bật thông báo để ủng hộ mình nha. Anh em cần mình review món nào thì cứ bình luận dưới phần mô tả, mình sẽ review cho anh em xem. Cảm ơn anh em đã xem hết video, tạm biệt anh em.